Dũng xin chào tất cả mọi người nha. Thì hồi sáng này Dũng mới lấy hai con sinh tước này của một người em mọi người thật. Thì Dũng cũng xin cảm ơn em luôn nha. Nếu em xem được video này thì cho anh cảm ơn luôn nha. Thì người em này ở cũng chung cũng xa nhà Vũ các bạn, cũng phải 15 phút chạy xe ở ngoài chợ ở Phú Giáo nha. Thì em rất thích sinh tước mọi người, nhưng mà do em mua hai con này giờ nó bị lỗi sơ á, mà em không thích chơi chim lỗi á mọi người, nên em mới mới đem qua đưa cho mình chơi. Tại vì em đem ra tiệm bán lại thì người ta lấy giá thấp á. Thì nếu mà nhiều anh em chơi chim mà chắc cũng biết ha, thì con chim mà khi anh em mua xong rồi nuôi mà cảm thấy không ưng ý anh em bán lại thì cái giá của nó thực sự rất là rẻ, tại vì người ta lấy chim vô người ta buôn bán rồi rồi kiểu như người ta còn trừ một số cái tỷ lệ hao hụt đỡ anh em. Bởi vậy cái giá nhiều khi mà làm cho anh em mua chim nó hơi bị sốc. Bởi vậy em này quyết định không có bán nữa, cái đem vô đưa cho Vũ luôn. Tại em có coi kênh của Vũ á, thì cũng chung là cũng yêu mến Vũ, Vũ xin cũng cảm ơn. Thì Vũ có gửi cho em nó một ít tiền để em nó mua lại mọi người, tại vì em nó nói là em nó sẽ mua lại hai con chơi. Hai con này thì con bên trái của Vũ nè, thì con này thì nó nhát hơn. Nhưng mà nó có một cái lỗi là thật sự Vũ không thích những con chim giọng lỗi này, đó chính là nó phá đuôi nha mọi người. Để Vũ quay cho anh em xem nha. Đó, nó nhảy nó cứ găm cái đuôi vô trong cái nang lồng á. Thì mấy con chim này là thật sự rất là nuôi không bao giờ đẹp được cái đuôi hết á, trừ khi nuôi AV thôi. Thì Vũ dự định là Vũ sẽ thả cho nó vô AV. Chút nữa Vũ chắc là Vũ sẽ nhổ lông đuôi đó mọi người, nhỏ lông đuôi cho nó ra lông đuôi mới luôn cho đẹp luôn, chứ đuôi giờ gãy xước và tùm lum hết rồi. Còn cái con bên này thì em nó nói là con mái, nhưng mà Vũ thấy bộ với dáng với thứ hai là nó kêu cũng nhiều lắm, nó dạng lắm, thì Vũ nghi nó là trống mọi người chứ không phải mái. Nhưng mà sao em nó nói là mái. Ra cái dòng sinh tước này nào giờ Vũ cũng không có rành để phân biệt với con chim tơ này nữa, không biết là con mái nó có trổ dưới thím không, hay là nó có trổ cái trên đầu vàng không, thì Vũ cũng không rành. Em nó nói con này mái, nhưng mà Vũ thấy cái bộ đẹp quá, chắc là trống chứ không phải mái đâu. Và nó dạng hơn nha anh em, nhưng mà con này thì nó hơi bị ngoái, nó khi nó nhảy nó sẽ bị ngoái mọi người, bởi vậy em nó không thích. Thì con này Vũ sẽ nuôi trong lòng, nuôi thử coi coi cái tật ngoái của nó có đỡ hơn không. Còn con này chắc chắn Vũ sẽ thả AV rồi, chứ nuôi lòng càng nuôi càng xấu mọi người, cũng không biết làm sao để khắc phục cái tình trạng mà nó cứ xỉa cái lông đuôi như thế này. Rồi ok anh em ơi, Vũ chuẩn bị đi kiếm một ít mồi tươi cho mấy con chè lửa dương khú nó khai lông của Vũ làm sao á. Nhưng mà em nó vô thì Vũ quay cho anh em xem luôn hai con này luôn. Rồi bây giờ Vũ đi kiếm nha anh em ha. Vũ ra vườn cao su vườn sau nhà á, kiếm ít mồi tươi cho mấy con chim. Anh em thấy trước Vũ có mấy con buộc chao anh em, mà chắc là xa quá anh em không thấy. Vũ thấy hình như nó có 4 con mà như nó bay hết lên cây à. Anh em nghe nó kêu không? Ở trên đây Vũ thì cũng nhiều lắm, vừa trao đi tí xíu gặp mấy bầy, nhưng mà không biết làm sao bắt nó mừng. Như đây nè các bạn. Ủa không phải. Vũ thấy nó mồ mồ lên mà nó bị nắng chiếu chiếu á, Vũ tưởng là mối. Vũ đang kiếm mấy tổ mối mọi người, nhưng không phải. Để đi. Rồi đây là các anh em Vũ thấy rồi. Đây anh em, mối. Mối này là có nhiều anh em gọi là mối sữa mọi người, mối cúc, mối sữa là nó đó.
Thì cái mồi này ở dưới quê á, thì chắc anh em nhiều, còn những anh em ở thành phố thì chắc là thua. Dù bỏ bớt cát đem về nặng thôi chứ làm gì anh em. Mấy con chim vũ hình như nó vũ cho nó ăn riết nó quen rồi nên nó mê lắm. Mồi này là cực kỳ bén luôn nha, ngon hơn dế, sâu rất là nhiều. Cào cào thì chắc chứ không bằng được. Thì nguyên đàn chim nhà vũ, thật ra một tuần chỉ ăn một cục như vậy là quá đã luôn mọi người, quá nhiều luôn á, chứ trong đây nó nhiều mối lắm. Rồi, ok, bây giờ mình đem về, giờ mình chặt ra cho chim ăn ha. Đây anh em nhìn đã chưa, thì một cây vũ chỉ để như đây thôi anh em, hai con khú hai con mi vũ thấy nó ăn cũng không hết được, mà hai con chích chè lửa thì chắc chắn nó sẽ ăn không hết rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Cuối cùng cũng xong rồi anh em, được cỡ chục khay anh em, nhưng mà chung này vô trong kia vụ xớt ra mỗi khăn khay nửa nửa nữa, tại vì chục khay chắc không đủ. Còn mấy cái con này vô chặt rớt dưới đất nè, vô sẽ kêu con gà lại cho nó ăn tận dụng luôn mọi người. Đây này, hai bé anh em, nó dạng lắm, nó thường thường lắm, tại vũ cho ăn hàng ngày nên dễ bắt nó lại thôi nè. Bởi vậy vũ không có dám cho ra trước sợ nó bị mất á nè. Nè ăn đi, nè. Nó chưa thấy hay không, ngoài đất nó không ăn mà nó cứ me trong đây. Gà mái không biết ăn mối mọi người ơi, biết ăn không? Không biết ăn luôn mọi người ơi. Vũ đang định hốt một ít xíu cho cái con cút đằng trước mọi người, nó đang đẻ thì Vũ đang định cho nó ăn cho nó bổ, mà lấy cái này Vũ sợ nó nhát nó không dám ăn, nó xinh xanh nó sợ mọi người, nó thấy xinh xanh nó sợ á. Vũ chắc là bỏ ở đây, đây cho kiểu như nó cũ cũ thì nó sẽ đỡ sợ hơn. Ok, đem lên trước cho con cút thử nó ăn mình nè. Bây giờ Vũ đặt đây luôn cho mấy con chim với con cút về nó ăn, để thử nó ăn luôn nè. Thì ngoài tự nhiên thì Vũ nghĩ mối chắc cũng là món cái món khoái khẩu của cái con cút này nè, nên nó mê lắm. Thì trước đây thì Vũ cũng có quay cho anh em xem cái con lửa khú rồi chích chè rồi nó ăn cái chè than đó, nó ăn mấy con mối này rồi anh em ha, nên chắc bây giờ Vũ cũng không có quay lại cho anh em xem, Vũ chỉ quay con cút này thôi. Tại vì hồi trước Vũ chưa có quay con cút này nó ăn mối cho anh em xem ha. Thì chắc là video của Vũ đến đây Vũ xin dừng luôn mọi người ơi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Vũ nha. Anh em nào yêu mến kênh của Vũ thì cho Vũ xin một like nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.